Rạng sáng nay 21 tháng 8, lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hải Phòng đã kịp thời cứu thoát 3 nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy tại ngôi nhà 3 tầng tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng, một tum được khóa cửa phía trong và đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 1 nơi có 3 người mắc kẹt trong nhà. Công an Hải Phòng đã được điều động với 2 xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường chỉ sau 4 phút để tập trung cứu chữa. Lực lượng chữa cháy đã tổ chức phá cửa cuốn điện, cửa ra vào bằng nhôm kính ở tầng 1, tập trung phun nước làm mát dập tắt đám cháy. Cùng lúc đó, tổ trinh sát cứu nạn đã tiếp cận hiện trường tìm kiếm và kịp thời đưa 3 nạn nhân đang ở ban công hở tại tầng 3 ngôi nhà ra nơi an toàn, trong đó có một phụ nữ sinh năm 1990 cùng 2 cháu nhỏ sinh năm 2012 và 2014. Các nạn nhân đã được trấn an tinh thần, sức khỏe đã được hồi phục. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại của vụ cháy.